kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào bạn, mình là Huy. Hôm trước thì mình có mua một chiếc Redmi Bud 3 ở trên Shopee. Khi nhận hàng thì thấy khá là nhiều điểm nghi ngờ đây là hàng fake. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng bung nội thất cái sản phẩm này ra xem là nó có phải là hàng fake hay không. Redmi Bud 3 thì cũng ra mắt được, chắc là cũng được vài tháng gần đây thôi. Mà nếu như đã có fake thì rất là nhanh đúng không ạ? Tai nghe thì mình thấy dòng Redmi này rất là hay có tai nghe fake, nhưng dòng Hailu thì lại không có. Khi nhận hàng ấy thì mình thấy cái hộp này nó rất là dại, nhìn nó khá là cũ. Tiếp đến thì khi vừa mở hộp ra thì thấy cái đốc sạc này xước sát khá nhiều. Độ hoàn thiện thì thấy một vài điểm nghi vấn, ví dụ như cái đèn báo trên đốc sạc này, đèn báo của tai nghe này, một bên nó sáng rất là rõ ràng, còn một bên thì nó mờ như này. Đây. Con tai nghe này nếu như mà chính hãng thì nó rơi vào khoảng 550. Chúng ta sẽ cùng thử bung xem là nó đã chính xác đây là hàng fake hay không. Đến thời điểm này thì mình vẫn ngờ ngợ, vẫn có thể nó là hàng real, cũng chưa biết như nào. Tai nghe này thì mình đặt ở Shopee, nó là 388.000. Sau khi đặt xong thì mình đã thông tin lại với Shopee là tai nghe nó gặp một vài cái vấn đề. Thứ nhất là đèn đóm nó hoạt động không bình thường. Thứ hai là độ hoàn thiện thì nghi vấn là hàng fake. Mình có quay video lại lúc mà mình mở hộp ấy, cho nên là đã được Shopee hoàn tiền rồi. Tính ra thì cái tai nghe này mình không mất tiền. Sẽ cùng thử bung cái đốc sạc. Rồi, nhìn ở đây là biết fake rồi các bạn ạ. Tại vì cái hàng mà hàng real ấy, mình sẽ chèn ảnh ở đây cho các bạn xem cái bo mạch của nó. Cái này là fake chắc chắn rồi, không còn gì phải bàn cãi. Cho nên khi anh em mua hàng thì cái việc quay lại video mở hộp nó rất là quan trọng. Khác xa với hàng thật các bạn. Đây là bo mạch sạc này, viên pin là 200 mAh. Thế còn hàng thật của nó thì pin sẽ là 315. Nhìn nội thất rất là vớ vẩn. Ok, đến phần tai nghe. Mình sẽ bung cái bên mà hiện tại thì cái tai nghe nó vẫn chạy bình thường, nhưng mà đây, độ hoàn thiện các bạn có thể thấy này, lưới chắn bụi nó lệch như kiểu sắp rơi. Nếu mà đúng ấy, hàng real của nó sẽ là chạy chip của BES các bạn ạ. Nhưng mà có lẽ là con này sẽ fake từ trên xuống dưới thôi, không có một chút gì giống hàng thật rồi. Chẳng hiểu sao dòng Redmi này bị fake rất là nhiều, trong khi Hailu thì lại không bị fake. Nhìn cũng khá là giống, nếu như mà không có tai nghe để so sánh thì rất là khó. Cho nên là mua Redmi thì bây giờ cũng phải cân nhắc tìm chỗ uy tín các bạn. Đây là bên trong bo mạch của chiếc tai nghe fake này. Khu vực dưới này chúng ta sẽ có driver này. Đây là cái tấm mà giữ hai cái chấu sạc này, một viên nam châm để giữ tai nghe và đốc sạc. Chip này là dòng chip của, chữ nó rất là mờ, mình không nhìn thấy. À đây, Zeri à.
Đây là một con chip rất là rẻ tiền ở những cái iPod fake từ rất là lâu đời rồi. Thế cho nên cái giá bán của nó mới rẻ một cách. Thực ra tính ra ấy, thì nó không rẻ hơn bao nhiêu, nó chỉ rẻ hơn khoảng hơn 100.000 thôi. Ok. Từ giờ khi nhận hàng thì hy vọng là các anh em xem kênh của mình hãy dành ra một chút thời gian quay thật kỹ cái video lúc các bạn mở hàng. Có bất thường gì thì các bạn cứ quay hết lại. Giống như mình khi quay cái sản phẩm này, mình sẽ được Shopee giải quyết rất là nhanh và đã được hoàn tiền. Nhưng mà nói gì thì nói thì nó cũng mất thời gian các bạn, cũng rất bực vào mình. Ok, video của chúng ta đến đây là hết rồi. Mời các bạn tham gia vào group để chúng ta cùng nhau săn sale những sản phẩm chính hãng với mức giá tốt nhất và cùng nhau thảo luận trong quá trình sử dụng các mẫu tai nghe True Wireless. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chú ý khi mua Redmi thì bây giờ đã có fake rất là nhiều, kể cả những dòng sản phẩm mới ra.